Chào mừng quý vị đến với chương trình phóng sự của đài VOA. Cuộc chạy đua để nuôi dân số ngày càng tăng tại châu Á đã dẫn tới tình trạng nguồn cá bị khai thác quá mức tại các vùng biển trên khắp Thái Bình Dương. Trữ lượng cá gần bờ sụt giảm và người dân đang tìm cách gia tăng số cá thu hoạch với các kỹ thuật có thể mang lại hậu quả tai hại cho khả năng tái sinh sản của các sinh vật biển. Mời quý vị theo dõi chi tiết qua video sau đây. Thị trấn trải lưới Sinangan ở miền nam Philippines là một quang cảnh ngày càng quen thuộc trên khắp châu Á. Giá cá tăng vọt trong khi lượng cá thu hoạch về ngày càng sụt giảm. Một ngư dân tại đây nói rằng việc có thêm nhiều tàu đánh cá càng làm cạn kiệt nguồn cá từng rất phong phú tại vùng này. Trên khắp biển Đông, các mẻ cá đánh bắt gần bờ đã sụt giảm từ những năm 1980, khiến cho ngư dân phải đánh bắt xa bờ bằng cách sử dụng các tàu lớn. Ông Francisco, một giới chức ngư nghiệp của Liên Hiệp Quốc nói rằng, khi các mẻ cá giảm, ngư dân phải cố sức tìm những phương cách để tăng sản lượng thu hoạch. Một số phương cách rất có hại, như sử dụng lưới mắt nhỏ, dùng chất nổ hoặc những ngư cụ khác để đánh bắt cá, bắt những con cá còn quá nhỏ hoặc đang mang trứng chờ ngày sinh nở. Những cách đó làm giảm khả năng tái sinh sản của một số chủng loại. Để giải quyết vấn đề này, ông Francisco cổ vũ một hệ thống cấp giấy phép để hạn chế số tàu đánh cá trên biển. Các đoàn tàu đánh cá của châu Á vẫn là đoàn tàu lớn nhất thế giới, chiếm gần 3 triệu trong tổng cộng 4 triệu tàu đánh cá trên thế giới. Và theo các nguồn tin khác nhau, số liệu đó vẫn tiếp tục tăng. Tại Hồng Kông, nỗ lực quản lý các đoàn tàu đang được tăng cường. Đánh cá bằng lưới, vét gần bờ bị cấm và tăng chi hơn 200 triệu đô la để đẩy mạnh lượng cá do ngư dân hoạt động quy mô nhỏ đánh bắt. Ông Tô Bình Dân của Sở Nông Ngư nghiệp và Bảo tồn Sinh thái Hồng Kông tỏ ra lạc quan về kết quả các nỗ lực này. Giá trị của mẻ đánh bắt cho mỗi đơn vị nỗ lực sẽ tăng gần gấp đôi trong 25 năm nữa. Các biện pháp do Hồng Kông thực hiện khá tốn kém và vượt khỏi tầm tay các nước khác tại châu Á, ông Francisco nói. Vấn đề này bắt rễ sâu trong nghèo khó. Chính quyền địa phương không đủ khả năng đáp ứng ngay vì không đủ ngân quỹ. Người đứng đầu công tác quản lý nguồn cá tại thị trấn Sinangan, bà Jilu Buot, nói rằng hầu hết ngư dân ở đây đều dùng lưới mắt nhỏ, loại đã bị cấm sử dụng trong nhiều năm nay bởi vì lưới này đánh bắt cá rất nhỏ. Ông Wilfredo Ortega nuôi một gia đình 9 con bằng nghề đánh cá quy mô nhỏ. Giữa lúc gió mùa đang bắt đầu làm cho biển động, sáng sớm hôm nay ông Ortega lại ra khơi trong nỗ lực cuối cùng. Ông trở về với một mẻ cá chỉ đáng giá có nửa đô la. Những tháng này làm ăn vô cùng khó. Chúng tôi có thể dành dụm đôi chút trong tháng 11, 12 và tháng riêng. Chúng tôi có thể để dành tiền bằng cách đánh bắt cá mòi nhỏ. Những con cá mòi ấy có thể nuôi sống gia đình Ortega bây giờ. Nhưng những mẻ cá mà ông bắt được hôm nay có nghĩa là mai đây số cá lớn sẽ có ít hơn và một tương lai đầy bất trắc đang chờ đón những người đang phải dựa vào nghề cá để kiếm sống.